chị nhỏ. Chuẩn bị dao rồi, cần chứ. Sắp dao rồi. Chị nhỏ. Hơn chị qua bên nhà chị thấy mấy người kia là bưng bê đến cực dễ sợ luôn, đây môn tốt mà hô học luôn, thấy không môn nói khiêng người khiêng hôm sau nó mấy người khiêng đồ nặng á, trời chị thấy bưng gì mà ta nói học sĩ giàu người mọi người nói ghê nhìn mất tạo luôn. Em thấy chứ mà em thấy gì không được. À, mình thấy mình sót. Sót rồi, thấy gì không được. Bà ơi, tôi nói đây là anh chi mà lao động lắm này. Ban ngày ta nói đục đẽo nhưng mà chưa nói là bưng đồ nặng á, dọn dẹp á, xôi xa cực. Chưa nói là chủ á, chửi nữa chứ. Thiệt mà. Là mấy cái mà sơn nước cái gì, mỗi lần xả ra nó trắng đầu. Chị thấy sơn gì mà thấy làm cực ổn rồi. Nói chung là mới xây dựng thấy đục đẽo là thấy từng xí cực lắm. Mấy ông làm bên kính cũng cực. Kính cực hơn. Khiêng nặng. Kính khiêng nặng không nói rồi biết ra. Khiêng nặng mà lỡ. Mà lỡ lắm mấy cái hàng mấy cái kính. Xong mà lỡ mấy cái nhà mà cao tầng khổ nữa. Cẩu khiêng đồ. Nhà chị kính cũng nhiều chung ta thấy khiêng kính không xong là ta thấy không ngợp. Chị ngày mình ngồi điều hòa mấy lạnh cũng sướng rồi, ngày mình tính ra đúng sướng luôn á. Chỉ có là lâu lâu là mình làm mình hơi bị ấy giờ vậy thôi chứ. Chỉ có ngày mai là mấy người nữa được nghỉ thôi đó, chứ còn ngày nay vẫn làm bình thường. Chị kêu người qua làm băng hiệu rồi đó. Băng hiệu xong rồi cái điện đi na điện lên nữa mà. Tự giác bất khang mới làm hiền làm răng tháng rồi tăng lên xí lương tháng tăng lên xí lương làm răng mà sáng tục lương là mày thấy nha. Nói rồi để phải càng ngày càng giỏi đúng không, càng ngày càng đi súng. Chạm một bước là trừ rương rồi. Con mua nhanh hơn con nó tăng lương. Ở nhiều chỗ vẫn làm cái sổ ai ghi rồi mới trừ tới cuối tháng không còn chạy trơn luôn á. Chị nói thiệt mà. Ừ, chị làm như rớt được nghe. Không, nhưng mà chị làm như rớt thì họ đâu có hết mình vì mình. Nếu mình làm như rớt thì em ơi, vô đâu, đâu vô đó hết. Tính cho cố vô mà rớt à. Bởi thì nó tính toán quá là họ tính lại thôi. Cái gì nó cũng rớt. Với lại nó không vì mình. Làm. Với lại nói chung là sống thoải mái cho tâm lý, làm áp lực quá cũng mệt.
đi làm có chị không có niềm vui đó. Là tâm lý hắn làm cho người khác cũng được, đơn giản mình si mình ra họ thôi, gì đâu chị đó chứ. Nhưng mà răng đi à, nhân viên răng là chị biết hết, chứ là khách hàng vậy đó. Nó không phải là có chị cũng nói là chị trên đó. Ví dụ như khách mình nó ví dụ đứa mua hôm ngoài đứa nó làm này kia rồi biết liền chi đâu, dù tự mà mình không biết nha, biết hết. Ví dụ họ khen đứa này đứa kia, ví dụ khen lo đứa nhân viên lo trong này kia biết liền luôn, tấu phiền xấu biết liền. Hoặc là khách hàng là người thông minh nhất mà, họ biết mà. Ví dụ mình làm cho họ nhiệt tình là họ biết liền, họ kêu họ chỉ cứ làm thôi. Với lại không chị thấy chị với mấy người cho chủ ở đây thân mà thân thì chủ thấy là thấy chủ chủ kiểu đa vẻ sang chảnh đồ á, nào mình sang chảnh làm chi. Nhưng mà chị vẫn nghe nhiều khách hàng ấy lắm nghe, nhưng mà kệ mình chấp chi mình làm dịch vụ. Khách sạn là thuộc dạng ấy rồi, thuộc dạng kiểu kiểu công ty. Chữ cũng phải cười. Dạ dạ xin lỗi khách. Ủa em ơi, chị thấy như đó, vừa hôm thấy qua lái thấy họ đi làm đồng tiền cực bưng bê. Trời là cực lắm, làm sai xí là chỗ tới này kia, chưa nói là bị lỡ bị hư bị đồ này kia, trừ tiền trừ đồ, ghê. Thật ra nhiều người á họ ghê lắm nghe, mà họ qua chị là toàn là chị la chị chủ nói họ thôi. Nhiều người kìa, trời ơi, mình gặp họ mình không biết á kìa, họ la nhân viên quen rồi kìa, mà họ qua đây chị la họ. Cái kiểu như khách quen của chị đó kìa, là chị hay nộ nạt đó. Nhưng mà nói chuyện thấy họ là họ mấy đứa sợ đồ lại kiểu ghê lắm. Ví dụ như họ nói chị đi sơ sơ như câu mà họ mới cấp cho con thì bình thường qua chị là chị hay im nào này kia rồi qua la nhân viên hả, tao nói là chị sợ lắm, nghiêm lắm, kinh lắm. Chứ không phải là như mình. Nhưng mà la đúng chị. La đúng. Mà kiểu những khó tính lắm. Nó không có dễ như chị. Kiểu một cái này này. Cái này mà không biết làm. Con nên ta nói mày. Nói chung là mày làm cái nổ la mấy quá lực cái gì. Nhưng mà kiểu chị thấy đa số là đi ra ngoài. Chị không nghĩ nữa luôn á, ý là mình không nghĩ là không nghĩ mình nghĩ chị, tại vì do chị làm chủ thì chị quen rồi. Chị có nói nhưng mà chị cũng nói cái kiểu mà giống như mình sợ hắn bùng hoặc là mình này kia, mình nói mà nói nhưng mà vừa nói vừa đấm vừa xoa, chứ không phải là vừa đôi khi nhiều khi bực quá mình nói chung nữa thôi. Nhưng mà sao nhiều khi mình nói gì mà nó quá là sao mình nói lại cho hắn hiểu. Nói chung là chứ không bao giờ mà mình
kiểu như thấy có lỗi, thấy ác, không làm được. Nhưng mà thấy do mấy đứa nó nói tỉnh quèo đó, nên là rồi trả ghê đó. Ủa, mình la như con khi là khách đó, khách ở nhà nó la nhân viên qua đây đó. Mày im, nộ nộ như lúc đầu phải dạ nữa nhé. Chị nộ mấy người toàn là mấy người mà không chị nhá. Trừ làm lại mình thích thì làm lâu chưa ta? Mới treo lại luôn.